Mấy anh em mình đang đi rừng các bạn, vào trong nương của một bạn người Mông. Đây là cái bí bí đỏ này, to chưa? Cái này như này nó vẫn còn non các bạn nhé, chưa già đâu. Người ta chưa thu hoạch đâu. Nhưng mà chưa thu hoạch. Đây là gì? Cái loại này sao lại già nhỉ? U này. Này. Quả đấy. Bí này thì tuyệt vời luôn các bạn, dẻo thôi rồi luôn. Riêng riêng cái bí này. Ở đây còn phối hạt nó rụng đây này. Đấy. Đấy, trong kia. Ở trên nương này thì người ta trồng bí quanh cái ven nương ấy các bạn, nhiều lắm. Đâu. Ờ. Hay là tí mình lấy một quả nhỉ, xong mình về mình trả tiền sau. Lấy cái loại quả cái kia, loại quả tròn này còn ngon đâu. Đấy, đây là bí bao tử. Còn đây này. Cái quả này này. Ô, phải làm gì? Nhiều khi là bí ngô ở đây ấy, ở bí ở đây các bạn thì mọi người ăn không hết đâu, có thể là người ta cứ thu hoạch về xong để đấy rồi là còn nhiều quá người ta còn nấu cám. Ý đây có một trò hay lắm rồi. Lấy cái quả tròn tròn này đến chỗ nào dốc dốc ấy, lăn như lăn như bí đúng không? Ờ, lăn như bí. Đi. Cẩn thận nha, đâm đầu vào tổ ong bỏ ve nha, đang mùa đó đấy. Mấy anh em vừa vào bìa rừng thì hợp bắt gặp cái cây hoa chuối. Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi. Nhớ cô em gái hái măng một mình. Hình như là hiện tại bây giờ đang là mùa măng đấy các em ạ, nên là chúng ta mà tí nữa nếu mà không tìm được sâm xuyên đá thì chúng ta sẽ lấy măng. Măng có hỏi mình đâu. Măng về khoảng 100. Đây là có sâm xuyên đá rồi. Có. Ui, ở đây có cái cây, cái quả này, cái cây này có quả ăn ngon nhé. Cái này thì trước với em đào. Cây gỗ nghiến rừng ấy các bạn. Nhưng mà nó bé. Ui, cẩn thận. Ở đâu em? Sâm xuyên đá đâu? Trước bởi em đào gốc nó còn cái bé bé thôi. Nhìn như này thôi cũng rất là già rồi. Này cái lá nó như kiểu lá quế ấy. Nhưng mà cái cuống của nó thì là hình vuông. Hình vuông à? Nhưng mà đây là cuống non nhá, như kiểu dài nó thành tròn đúng không? Đúng rồi. Khi mà nó bé thì nó là dạng là thân gỗ. Nhưng mà nó già lên. Đây là cây sâm xuyên đá này các bạn này. Dây thân leo. Ồ, chúng ta sẽ thử đào xem nhé. Hôm nay chủ yếu là đi theo Lợi thôi. Mình Lợi hiện tại đang đi rừng với cùng mấy anh em đi rừng ấy. Mình đang tính lấy cái sâm xuyên đá mang về ngâm rượu. Đây, sâm xuyên đá thì có. Ui này, cây này to đấy. Cây này thì chắc cũng tầm 5-7 năm đấy. Nó mới lớn được này đấy. To như này á, 5-7 năm á? 3 năm thì nó chỉ là cái loại thân gỗ thôi. Cây này này, cây này cũng là thuốc này. Cây mía giò các bạn. Cây này thận, đáy rát các kiểu. Đấy, củ nó mang về băm phơi khô. Đó. Mạnh lên. Xem nào. Hôm nay thì chủ yếu đi xem sâm xuyên đá. Đây là cây của nó đúng không? Đúng đây rồi. Là cây non đúng không? Ồ, có người chặt này. Đấy, trước và em đào cho ai đào nữa. À thế à? Đào mang về dùng ấy. Cái sâm xuyên đá này thì chủ yếu là đem về ngâm rượu đấy các bạn. Vậy là mình có thể đun nước uống. Không nhổ được, cái này già rồi. Cái này có khi đào được dài cả mét đấy. Chặt đi. Hôm nay là không chuẩn bị sẵn này. Không quan trọng đâu, mình chỉ lấy tầm 5-10 cân về thôi mà. Lấy mấy cái đoạn này đang đoạn cọc. To. Không, dễ cọc ấy. Nó, dễ cọc mà. Nó chỉ được tầm khoảng 30cm thôi. Ừ, thơm quá. Sâm xuyên đá. Khi nhỏ nó là dễ cọc nhưng mà nó lớn lên được khoảng 5 tuổi thì bắt đầu là nó thành cái chùm à? Chùm, dễ chùm ấy. À. Mà nó vẫn còn dễ cọc nhưng nó không phát triển nữa. À, nó cắm sâu vào xuống đất để nó giữ đúng không? Đúng rồi. Chỉ là mình lấy cái ô cái này phải đào cơ. Đây như này là được mà. Phải đào thì mới được. Cái đấy dùng được tốt đấy. Rồi các bạn, hôm nay thì đi tìm sâm xuyên đá nhưng mà mấy anh em mình phát hiện một cái cây rất là quý luôn các bạn. Cái cây này thì thực sự là bây giờ nó hiếm. Rất là hiếm luôn. Các bạn biết đây là cây gì không? Đây là người ta gọi là cây một lá các bạn. Củ nó
sâu. Nó có củ, nó có củ tròn. Cây này thì nó là thân thảo thôi, nó có củ ở bên dưới ấy. Người ta thì thường sẽ lấy toàn thân để làm thuốc mà. Đó. Cái cây này thì nó chỉ có đúng một lá thôi các bạn nhé. Và nó thân nó màu tím như này này. Nó chỉ cao khoảng tầm 2-30cm thôi. Đấy là cái to rồi đấy. Cây này là cái to rồi đấy. Còn cái bé thì nó... Ui con rắn hay con gì đấy. Mình sẽ lấy vài cây mang về trồng. Cây này thì các bạn nhìn thấy không? Những cái cây mà thường thường có hình gì ấy thì nó sẽ có tác dụng như thế các bạn. Cây này thì hình như kiểu lá phổi này. Đó, ôi cây này có củ to này. Cây này có chữa viêm họng nhá, viêm phổi các kiểu các bạn nhá, bệnh lao này. Chữa là về đường hô hấp ấy. Đó, chưa có. Thôi, lấy một vài cây mang về trồng thôi. Lấy cái kia kìa lắm. Lấy cái chỗ to to này nè em. Ui, lâu lắm rồi mình không thấy cây này các bạn nhá. Bây giờ lên rừng thì chỉ thấy cây dâu hùm, cây dâu mèo là nhiều thôi. Nếu mà ở trong những cái khe ấy, còn những cái cây này thì hiện tại là người ta đang thu mua ấy các bạn. Cây một lá này. Người ta thu mua nên là để mà tìm thì cực kỳ khó luôn. Những cái này thì chủ yếu là bệnh lao, bệnh phổi các bạn. Chữa về đường hô hấp ấy. Đó, có thể bị ho hen suyễn. Đây này, củ nó kìa. Em rứt củ nó đi à? Rơi rồi. Củ nó nhiều hạt ngọc đấy các bạn này. Nó trắng bốp luôn. Thấy chưa? Ô này. Đấy nhiều thế. Mọng nước luôn. Đó. Kìa này. Nhẹ, vừa rồi chắc mình đào củ nó đứt hết rồi. Thôi lấy bằng đấy thôi em ạ. Lấy tầm chục cây thôi. Cái này đến mùa thu hoạch của nó phải tầm mùa gần đông hay sao ấy. Em nhớ như thế. Ê à. Ê à. Ui đây này, củ nó này. Cái này mình sẽ đem về trồng. Cái này thì nó chỉ ở những cái vùng mà nó ẩm thấp ấy. Ơ xâm xuyên đá không lấy nữa à? Để đây thì quay lại đây đúng không? Ở đây có một cái cây mía giò nữa các bạn này. Cái mía giò này thì ở nhà mình cũng đem về trồng. Cái cây này thì hiếm này. Cây này hiện tại rất là hiếm luôn các bạn. Cực kỳ hiếm luôn đấy. Không phải là hiếm vừa đâu. Và hôm nay mình gặp đúng chỗ luôn. Ok. Đi vào trong sâu trong này. Đến đây thì anh em mình có phát hiện ra một tổ ong. Ở ngay trên cái cành đao này. Hai thanh niên này. Hai thanh niên này bảo lấy đi quay video cơ, nhưng mà đến đây thì để cho hai người rừng bắt ong. Hai thanh niên chạy trước rồi. Lấy sâm xuyên đá, ai phải đi quay lấy tổ ong đâu. Đi rừng nhưng mà mặc áo trắng. Đó, ở dưới thì đi dép rồi. Khá chuyên nghiệp đi này. Từ đấy chọc sang rồi em lên lớp đấy nhá. Nào bây giờ sẽ xem long xử lý kiểu gì đây. Bây giờ long từ từ nhá, tìm chỗ nấp đã. Tổ ong này khá là to đấy, ong tay áo. Để tí nữa long lấy xong thì sẽ ghi hình chi tiết, bây giờ không zoom được. Ok được rồi. Được. Dụng chưa? Cái loài ong này thì nhiều lắm mọi người ạ. Ong mẹ rất là nhiều. Nhưng mà nó đốt thì cũng không đau bằng những cái loại ong bầu vẽ hay là ong bầu trời đâu. Đây này, nấp ở đây thì cũng có một cây sâm xuyên đá này. Mình thì kiểu quen ấy nên là nhìn phát là biết. Không cần nhìn ngọn nha, mình nhìn này là biết luôn. Nhưng mà cây này thì nếu mà mình đào ra ấy, rất là mất thời gian. Với cả nó cũng không... chắc chắn là cây này không có củ nhiều. Mình nhìn địa hình nó biết luôn. Đây này, là lên tí trên ngọn. Hả, rơi rồi à? Rơi chưa? Đấy. Nó dài nhưng mà cái đoạn mà đoạn không có nhộng ấy. Xem nào. Đoạn này lúc nào cũng dài, có đoạn có nhộng, đoạn không có đâu. Cái này thì về... Cái này bao nhiêu tổ mới đủ? Cái này là về đủ long rồi. Nếu mà tính một con một chén rượu là nhiều nhá. Đây này. Ôi, nó có ốc đá này. Ui, ở trên đây là nhiều lắm, như kiểu thánh địa của ốc luôn.
Nhưng mà kiểu mà anh em đi muộn quá nên là giờ này muộn, chắc trời vẫn còn nắng chang chang mà. Nhưng mà giờ này đố anh tìm được gốc ấy. Nó không ra. Không phải, nó tối, nó ốc nó tối, mình nó như kiểu lá cây mà sao mình nhìn được. Ok. Nào hơ ơi, mang này đếm tí đếm mỗi con một chén rượu nhá. Long là phải ưu tiên đấy nhỉ. Bây giờ đi đi lên trên này. Ô, cái này không để được trong này đâu, tí nát hết đấy. Không, cho Hợp xem là đốt ở chỗ nào đốt đi. Đốt ở chỗ túi máy quay ấy. Để em đốt ốc. Hai ông thầy trò này là hơi bị nhát chết đấy nhá. Nhát chết chứ, nhà mà. Mẹ là con. Ha, lên thẳng lên chỗ này nhiều sâm xuyến đá này. Nhưng mà chỉ còn cây con thôi, cây mẹ thì mấy anh em mình lấy thôi. Nếu mà cái chỗ này thì là chuột nó đi này này. Đúng rồi, đây là được chuột mà u đây này. Cái này mà đặt bẫy này, Long hôm nào mang bẫy về đây đặt này Long. Được. Đá nó lăn xuống nhá. Hợp lên đi. Cao thế nhỉ? Cameraman bất đắc dĩ. Cái này tưởng tượng như kiểu người ấy mẹ. Ôi hề. Các bạn ơi mình. Các bạn ra đây tôi xem này. Được, đây là một cái hình người không này này. Nhìn kiểu gì mắt này không? Mắt này, mũi này giống như kiểu là mồm này, hiểu không? Cả giáp đây đâu. Ờ. Giống hết luôn đây này, có cả cằm luôn này. Giống kiểu bộ áo giáp ấy. Này. Hay không? Hình người này. Ô này, nhìn tổng thể như kiểu là một người ấy. Sao thế nào? Ừ, nhìn mặt giống thằng Hợp thật. Nhìn mặt gian gian giống nhau. Rồi, chúng ta sẽ lên tiếp đi. Ở đây nguy hiểm lắm. Nên là phải leo trèo. Bám từng tí một rồi này. Bám những mỏm đá này. Cẩn thận đúng không? Nước hai thanh niên. Cho anh Đô đi theo em đi khoảng 3 ngày anh chết đấy nhỉ. Anh đi thoải mái. Đây này. Anh đi cũng căng phết đấy. Đây này. Gấp mấy lần nó bảo anh em đi. Đây là sân đá này. Đúng rồi. Nhưng mà cây này kiểu nó tốt đấy. Anh thì nhổ ra một cây nào. Cây này thì chắc tầm khoảng đâu. Ừ, không phải cây con đâu, cây này cây mẹ. À đúng rồi, đây này. Đây mình lấy cây này mang về ngâm vẫn được mà. Cây này thì chắc nó cũng tầm 1-2 tuổi đấy. Cây mẹ của nó này. Ở dưới ngay cái chỗ anh vừa lên này này, có một cây to này. Đây này. Đây. Đây. Cây này đúng như kiểu cái cây non ấy. Này. Cây non đúng như kiểu sâm cau luôn nhỉ. Như kiểu dáng của nó ấy. Ừ. Cái cây này là ban cái này chỉ lấy dễ thôi đúng không? Đúng rồi. Tức là cái dược chất của nó thì nó tập trung vào rễ. Nhưng mà thật ra thì cái cuống của nó với cả cái lá vẫn sử dụng được. Ừ, nhiều nhất ở rễ. Đúng rồi. Sâm ấy. Sâm ấy. Trên này cũng có rất nhiều nhá. Nếu mà hôm nào ấy anh muốn lấy nhiều mang lại cũng chim đi đào rồi. Hôm nào lấy nhiều thì hôm nào mình muốn lấy nhiều thì mình sẽ thông qua lợi thôi. Em kiếm tí. Đây, qua trung gian này, trèo leo trèo đối núi được đâu. Em thì chuyên đi lấy rồi, kiểu là khu vực này bọn em lấy nhiều quá nên là này. Đợi chỉ biết những cái cây này thôi đúng không? Em biết nhiều kiểu chứ. Nhưng mà biết khu này có nên là đưa anh đi thôi. Đây này, ngay trên chỗ Long này này cũng có một cây to này. Cây đấy to lắm. Cái gì? Hạt sang. Hả? Hạt sang hay quả sang? Đâu?
Hạt sang kia đã đầy nhá. Cái đấy chắc từ thời ông cha mình rồi. Cây này vẫn còn tốt. Quả nấm này cứ đương rồi. Quả nấm đấy mình nơi đấy mình mang như kiểu làm kiểu hương muỗi được mà. Xem nào, cái này cây bé này mình nhổ ra được mà. Nó đang là rễ cọc đấy, nó chưa có rễ chùm. Cầm đi. Đây về ngâm rượu. Ây da. Xôi ôi này. Sâm xuyên đá. Đúng rồi, bình thường mà em lấy bán ấy, em toàn lấy cây to thế thôi. Đấy, hai củ luôn. Ô cái này phải mang cuốc đi đào thì mới hợp lý, thì nhổ này là bị đứt. Thôi đứt cũng được, thì mấy hôm nữa lại mọc tiếp. Nó mà dễ nó vẫn lên mà. Mình mà đào hết sạch thì mai nó cũng mọc. Đấy. Ô, nó nhiều củ nhỉ. Nhưng mà nó già phát thì mấy cái củ này nó mình chả lấy được nữa đâu mà. Đào. Không, nó xuống thẳng đấy. Mình chỉ đào cái củ sang ngang thôi. Này khu vực này rất là nhiều này, nhưng mà nó chỉ toàn cây bé thôi. Cây to thì anh em mình đi đào bán hết rồi. Bảo tay lượn hết rồi. Vào túi hết rồi. Đây. Ngon. Ờ đấy, cái đấy mang về cho anh Đô ngâm một bình rượu tầm 5 lít đấy. Cái này á, cái này tươi thì anh mang về anh ngâm ở một cân tươi thì anh ngâm tầm 5 lít rượu. Ôi này nó mọc đầy này, cây bé tí đầy này. Đây. Mình đoán là đây là nó sẽ mọc theo như kiểu là có quả gì đó thì nó sẽ mọc từng vùng ấy các bạn. Long cái cây đấy đẹp nhỉ. Cái này này. Đó, những cái cây này thì nó cũng gọi là tương đối rồi. Không già quá, không non quá. Không được đâu các bạn ơi. Không ăn được nó đâu. Cây này to mà. Ây da. Cây này sắp giống cái cây sâm béo nha, nhưng lại không phải nhá. Rung lay lắm rồi đấy. Anh phải giật để đào. Ây da. Được của nó ấy. Này anh phải về bổ sung thêm hai con gà nữa mới nhổ được. Ào. Ôi. Ở đây có một cây nữa. Em đi quay hơi đi các bác trẻ. À. Tí về rát hết tay. À. Hai người. À. Nhẹ cái được mà. Đừng làm gì nữa nhá. Ô. Hai. Sâm xuyên đá. Nó xuyên vào đá hay sao ấy. Nhiều khó thế. Ui. Dao ai cầm rồi. Đi xuống kia kia chặt. Đem cả. Đem cả lá đi. Rồi các bạn à, chúng ta đã ra khỏi bìa rừng rồi. Bây giờ thì lọc ra rồi. Lọc ra. Ôi đây có cái mỏm đá này. Đẹp. View đẹp chưa. Ở trong rừng thì rất là tối và âm u này. Còn bên ngoài các bạn nhìn thấy không? Ở bên kia là rừng già này, trời xanh. Ui. Cái này chắc dép nặng thôi à, không phải sâm mà. Đây này các bạn, đây là những cái sâm của mình vừa nhổ lên. Đó. Gọi là sâm xuyên đá. Thì đặc tính của nó chính là những cái cây nó dễ cọc xuống ấy. Và nó có thể ở những cái mỏm đá này, có những cái vết nứt này này. Thì nó sẽ len lỏi qua đấy. Thì người ta gọi là sâm xuyên đá.
cái này thì khu vực nào của đá tai mèo nó có. Đúng rồi. Đá này đúng không? Đá này là đá tai mèo đúng không? Và cái này thì nó có tác dụng là bổ các bạn. Gọi là bổ thận tráng dương ấy. Vậy là cái này thì nó có một chất chống oxy hóa. Đó, chống lão hóa, chống oxy hóa đó. Thì cái này thì thường thường mọi người sẽ đem về băm phơi khô đun nước uống các bạn nhé, hoặc là những mà cánh đàn ông mà muốn cải thiện sức khỏe thì mọi người sẽ về ngâm rượu các bạn, và khoảng tầm 3 tháng mình sẽ uống, và mỗi lần uống thì mình trong bữa cơm thì uống 1-2 chén thôi, không phải uống cho những anh em mình đâu nhé các bạn nhé. Uống không có tác dụng rồi. Cái này cũng dành cho cả người già nữa, cải thiện trí nhớ. Đúng rồi, cả người già. Anh cầm cả chùm lên xem nào cho khán giả xem cái đấy, đó cây cả lá nữa cơ, cả lá nữa đây. Đó, để cho quý khán giả cái lá nó phải hướng về bên này cơ đây. Đúng rồi đấy. Yeah. Thấy cả mặt để lấy cả ảnh, lấy cái ảnh ấy. Yeah, chưa? Ok đấy, cái củ lên cao một tí nữa. Đúng rồi, sâm xuyên đá. Đúng rồi, ok được rồi. View cũng đẹp nhỉ, chỗ này. Như thế này thôi các bạn, không phải là đơn giản đâu, vất vả lắm. Ngày mấy trăm nghìn đấy. Bằng này là mấy trăm nghìn đấy, một cân đấy. Đơn giản đâu. Rồi, chúng ta sẽ di chuyển đi về đi. Này chia ra vẫn đủ 4 người thật. Một buổi công đấy. Buổi chiều mỗi thằng cũng được mấy chục nhỉ. Tính ra mỗi thằng được mấy chục đấy. Rồi, chúng ta sẽ đi về các bạn nhé. Đi ra khỏi biển rồi. Xem đi về có gì hay hay không. Nếu mà có bí thì lấy bí. Nhưng mà phải xin cơ. Bí về bí vì mình thấy đằng kia hả? Bí về bí lắm. Bí lắm à? Ui cái đá này trơn lắm nhá, anh em cẩn thận nhá. Về lại thấy cây thuốc rồi này, cái mía giò này. Cháu xin một quả bí nhé. Đây này có một quả bí non treo lơ lửng ở đâu này? Đây này. Quả non đâu? Quả đấy to quá. Thì xuống chỗ cô đi. Ô sao cô lại chặt bí đi làm gì cô? Hả? Không ăn á? Ô chặt bí cho lợn ăn á? Úi thôi, có lợn ăn thôi à? Thế thì cháu xin một quả để cho 3 con lợn, 4 con lợn này ăn với nhá. Đi chặt bí cho lợn ăn mà. Đi xuống chỗ cô kiểu gì chẳng có. Ô, chặt bí cho lợn ăn thôi à? Hả? Quả non này cô ăn à? Thật, quật cô nhặt rồi. Cho đâu, cô nhặt rồi các cháu thì tự nhặt chứ. Úi dồi, quả này to nhỉ. Lấy quả này á, cho quả này à. Vâng, thì cháu xin ạ. Ô, cháu xin. Ô, nhà cô trồng nhiều bí nhỉ. Cháu cảm ơn nhé. Ôi, quả này phải 3 cân á. Nhà cháu có 4 con lợn mà. Cầm tỡ anh đi, chúng ta xuống đi. Cháu cảm ơn nhá. Cháu đùa thôi, cháu cảm ơn. Vừa đùa bởi thật. Qua đường này á? À? Vâng, cháu đi về đây. Quả bí này phải vác đi các bạn. Quả này đoán phải tầm 5-6 cân. Quả long phải 4-5 cân. Ôm này đi. Ở trong phim Đại Vương Sai Ta đi tuần thứ. Mấy anh em vừa đi kiếm đồ người ngủ của thước về các bạn, với lại là có bí rồi nhưng mà chưa có protein. Bây giờ chúng ta sẽ xuống bắt cá các bạn nhé. Và mình đi mua cá ở nhà chú đây.
Nhưng mà mua thì là một chuyện các bạn, có bắt được hay không là một chuyện. Thì chứ mà bắt được con nào thì lấy con đấy, lên cân lên thôi mà. Ok. Đây, ta đang cứ kéo con lừa đi anh xuống luôn. Ta phải... mình đoán chuẩn thật, 2,5 cân. Long lấy cái gì ăn với cái này? Gỏi cá thì sẽ lột da ra, da nó dài lắm. Không, nó đã ra cái đầu đấy, kéo một phát nó ra luôn rồi. Tách cả bên dưới nữa, đúng rồi, đấy. Cái da này chắc phải xào ấy nhỉ? Băm cho vào cái lòng ấy. Thì cá vàng ươm nhỉ. Nhìn như này nghe tí nữa bắt tao. Bắt tao. Chắc ăn cả hết đầu. Tiếp con là cá mình. Ngại rồi tí nữa. Ăn hết rồi mà. Đấy. Dễ không? Như kiểu cá tầm nó hơi nhỉ. Chất lượng thật, con cá già. Bây giờ thì Lợi sẽ phi lê ra các bạn nhé. Cá này thì mấy năm rồi. Rào xa quá hay sao ấy? Rào bầu kiểu này bằng em thì không biết cắt. Em đẩy lên phát, em kéo lại phát là được. Đấy, đúng không? Đúng không? Đấy. Rào bầu thái cũng dễ chứ. Đẩy lên kéo, đấy. Đấy. Rồi các bạn ạ, con cá thì 3 món luôn. Món gỏi này, lòng xào với đu đủ được này. 4 món chứ. À 4 món, có cả vẩy cá nữa luôn các bạn. Vẩy cá chiên nữa. Đó, và một phần nấu măng chua. Rồi, hôm nay thì ở đây các bạn, nhà Long thì vừa mua bộ cốc mới nên là khai trương cốc mới. Hôm nay ăn mừng cốc mới các bạn. Rượu nấu bằng quả chuối nhỉ? Rượu nấu bằng quả chuối á? Rượu chuối luôn. Rượu chuối lên men đúng không? Rượu từ quả chuối khác lên men khác nhá. Và rượu ngâm chuối khác các bạn nhá. Cái này là quả chuối nấu từ quả chuối. Mình cho lên men đấy các bạn. Đấy bên chuẩn mùi thơm chuối đấy nhỉ? Thơm nhỉ? Đúng rồi, còn bình thường là mình rượu ngâm chuối hột thôi. Ui, lên men từ quả. Ui này, như nước lọc luôn. Trong cái này uống say lắm. Như nước lọc luôn các bạn. Trời ơi. Nó còn tắt theo kiểu này nữa. Ai à, đây uống nước lọc rồi. Ui, cái này thì bao nhiêu cân chuối mới được bằng này em? Em nấu 2 lần đấy. Nó nấu 1 lần nên nó có vị chua xong em lại bỏ. Em lại nấu lại 1 lần. À, trưng cất lại à? Không. 2 lần trưng cất đấy. 2 lần trưng cất đấy. Thế là rượu này phải 40 50 độ các bạn. Này Long, nếu mà không trong nước là nhỉ? Bình thường để thử lửa thì là mình lấy cái rượu kia mình hất vào lửa ấy. Ừ. Thì nó có cháy hay không thì cái này cháy không? Được à?
nó không có cái gì để đo thì hất vào vẫn thấy cháy mà thôi. Vẫn thấy cháy. Cho vào lửa. Ý là nó vẫn còn cồn ấy, xong nó pha với cái gốc kia thì nó vừa đủ. Đây là thừa câu ở đâu? Của bạn. Mèo đúng không? Để dưới này nhá. Ôi hôm nay có món ếch như này các bạn này. Ếch này là ếch. Ở đấy có nào được mà. Ếch đầu mùa đúng không? Đi soi về. Đầu mùa đấy. Rồi, đúng rồi. Anh này là anh thanh niên. Anh thanh niên là sấy lên đúng không? Cái này hôm nọ với Long đi bắt. Bắt được nọ. Chúng ta tiến hành thôi nhỉ. Một phần là từ trước rồi. Con cá chuột này. Mọi người uống thử hôm mình xin mời nhá. Mời mọi người nhá. Đầu tiên là cảm nhận hôm mình xem cái rượu nó từ chuối nào nhá. Cháu mời bác mời như nước lọc. Em nhá. Mời tất cả mọi người nhá. À mời mọi người ăn cơm nhá. Ui thơm lắm các bạn, cái rượu này thơm. Ừ, vẫn có mùi chuối mà. Trước nhà tao là thơm mùi chuối. Thơm hơn cái kiểu là mình chuối hột ở chuối mình ngâm ấy nhỉ. Không, nhưng mà êm lắm các bạn. Rượu êm lắm. Nhưng mà không biết là cái nồng độ như nào nhưng êm lắm. Uống cảm thấy nhẹ nhẹ thôi. Được các bạn à. Gỏi cá các thứ đi ăn nhiều, mà thử con ếch đi. Có xin phép nhé. Mời cả con. Sơn không biết dán nát hết ếch. Ấy các bếp rồi là sẽ chia lên sẽ chấm với lại là đây nó chấm xin mời mọi người nhé. Có rồi. Ok cho măng chua đúng không? Đúng không? Tưới măng chua đúng không? Không tưới à? Sao có mùi măng chua nhỉ? Không tế gì luôn. Cả gia vị cũng để luôn. Ngon nhỉ? Ngon thật các bạn. Dùng thôi nhỉ. Mọi người cứ dùng thì tự nhiên đi. Gắp miếng cho to tí nào. Miếng đầu tiên này cho to tí. Làm hai miếng này. Cho mùi tạt vào chưa? Cho mùi tạt rồi mà. Phát này không dám khuấy bên dưới. Đây, chấm sâu. Rượu nóng bụng phết. Chưa vào người. Đầu tiên cảm thấy nó em đang có bốn loại chuối này nó chín cùng nhau, em đang có bốn buồng chuẩn bị chín, bốn năm buồng rồi. Chuẩn mấy nữa là nó cũng chín em lại làm lần nữa. Mình dùng men gì? Sao nước mắt chảy? Men nhưng mà đổ vào mình ấy.